Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày của Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tàu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người. Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót, người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sodoma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà thì chớ xuống lấy đi. Và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình thì giữ được nó. Thầy bảo các con, trong đêm ấy có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi và người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ xây cùng một cối, thì một người bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi và người kia được để lại. Các môn đệ thưa Chúa rằng: Lạy Thầy, chuyện đó ở đâu vậy? Chúa Giêsu bảo các ông: Xác ở đâu thì diều hâu tự lại đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, mặc dù chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử nhân loại, cũng chẳng xuất hiện trong bất kỳ một nghiên cứu khoa học nào, nhưng rồi cụm từ ngày tận thế dường như vẫn tồn tại trong cuộc sống của con người như một điều hiển nhiên. Tính chất của cụm từ này là diễn tả một sự kết thúc cuối cùng của muôn loài, muôn vật trên thế giới này, mà đôi khi khoa học viễn tưởng thông qua các bộ phim đã đẩy lên một cái tầm mức ghê sợ hơn. Đó là sự hủy diệt toàn cầu. Kitô giáo tiếp cận và loan báo khái niệm này như là một mầu nhiệm quan trọng trong giáo lý của mình. Đó là mầu nhiệm cánh chung với nhiều tên gọi khác nhau: ngày của Chúa, ngày cánh chung, ngày quang lâm, vân vân. Bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe, con nghĩ rằng đó là một sự mặc khải của Chúa Giêsu. Đó là một lời dạy bảo của người về sự kiện quan trọng ấy. Từ những lời dạy bảo này và dựa trên những lời dạy bảo này, con xin được chia sẻ với quý ông bà anh chị em hai điều. Điều thứ nhất, tính chất của ngày tận thế. Thánh Luca thuật lại là hôm ấy Chúa Giêsu nói với các anh em môn đệ của mình rằng: Như sự kiện đã xảy ra thời của ông Noe thế nào, thì trong ngày của Con Người cũng sẽ xảy đến như thế. Lời nhắc nhở này vừa đầy đủ, vừa rõ ràng một sự báo trước của Chúa Giêsu về sự chắc chắn phải xảy ra
của Ngài tận thế. Mà ở đây, trong bài phúc âm này, người gọi là Ngày của Con Người. Sự chắc chắn này được bảo đảm bằng một sự kiện đã từng xảy ra và được Thánh Kinh ghi chép lại. Ai trong chúng ta cũng nghe nói đến sự kiện đó. Đó là lục đại hồng thủy thời của ông Noe. Sau đó, cũng trong bài phúc âm này, Chúa Giêsu trưng dẫn lại một vài chi tiết trong câu chuyện này để cho mọi người hiểu rõ hơn về cái tính chất của ngày ấy. Đó là một ngày xảy đến cho tất cả mọi người trong nhân loại này một cách bất ngờ. Người ta nói là cách đây hơn một thiên niên kỷ, vào đúng năm tròn 1000, nhân loại đã từng hồi hộp và lo âu về một ngày tận thế xảy ra. Chúng ta không có cái gì để dựa vào đó, coi cái điều đó đúng hay sai, cách chúng ta quá xa. Vả lại, nó đơn giản cũng chỉ là một cái gọi là một cái cảm giác trong cuộc sống thôi. Nó cũng chỉ là một tâm trạng nhất thời trong cuộc sống mà thôi. Nó chỉ xảy ra ở một cái thời điểm nhất định. Nó đến rồi nó đi. Và dường như cũng không ai muốn giữ nó lại làm cái gì. Tuy nhiên, tâm trạng ấy, cảm giác ấy, dường như một lần nữa xuất hiện vào năm tròn 2000. Và lần này, đại đa số trong tất cả chúng ta đều chứng kiến và có những cái trải nghiệm nhất định về cái cảm giác ấy, với một sự cố được tiên báo, đó là Y2K. Con nhớ rất là rõ thời khắc giao thừa của năm 2000 hôm ấy, được nhiều quốc gia trên thế giới này chào đón một cách đặc biệt hơn bao giờ hết. Những màn bắn pháo hoa được xếp vào hoành tráng vĩ đại nhất từ trước tới giờ. Trong niềm vui có pha chút hãnh diện vì được vinh dự chào đón thiên niên kỷ mới, thiên niên kỷ thứ ba. Không ai trong chúng ta có mặt ở đây được chào đón thiên niên kỷ thứ tư cả. Chắc chắn là như thế. Cho nên cái thời khắc của năm giao thừa năm 2000 nó đặc biệt lắm. Và trong cái đặc biệt đó, con cũng tin rằng rất nhiều người cũng hồi hộp, rất nhiều người cũng lo âu, rất nhiều người cũng sợ hãi về một ngày tận thế xảy đến. Và rồi cảm giác ấy lại đi qua. Chuyến xe lịch sử của nhân loại lại tiếp tục lăn bánh, bỏ lại sau lưng hết tất cả những đồn đoán của con người về ngày tận thế. Câu chuyện về ngày tận thế, nói theo ngôn ngữ Kitô giáo, vẫn tiếp tục là một mầu nhiệm trong cuộc sống của con người. Ở trong phúc âm theo Thánh Marco chương 13 câu thứ 32, khi được hỏi về ngày ấy, Chúa Giêsu đã trả lời rằng, ngày hay giờ đó thì không có ai biết được cả. Ngay cả các thiên sứ trên trời và chính người con là Chúa Giêsu cũng không biết được. Chỉ có một mình Chúa Cha biết mà thôi. Điều số 2, thức tỉnh và sẵn sàng là một thái độ sống phù hợp nhất đối với những Kitô hữu. Thưa quý ông bà và anh chị em, chẳng biết chúng ta có được nhìn thấy ngày tận thế như chúng ta và nhiều người đã nghĩ về nó không?
Nhưng có một điều thật chắc chắn rằng ngày tận thế chính là với từng cá nhân của mình, chính là cái ngày chúng ta kết thúc cuộc đời dương thế của mình. Ngày này nó cũng mang tính chất tương tự như những gì chúng ta đã nói ở trên. Cũng là một sự thật trong kiếp sống nhân sinh, cũng là một bất ngờ trong dòng đời dương thế. Và cũng chỉ một mình Thiên Chúa biết ngày ấy mà thôi. Trong ba tính chất đặc thù này, tính chất bất ngờ được Chúa Giêsu nói khá nhiều trong Phúc Âm. Và dường như tất cả những hình ảnh, những câu chuyện, những tình huống, những nhân vật mà Chúa Giêsu nhắc đến trong bài Phúc Âm của ngày hôm nay đều diễn tả cái tính chất bất ngờ ấy để nhắc nhở chúng ta phải có một thái độ sống phù hợp nhằm bảo đảm cho phần rỗi đời đời của mình. Hãy luôn luôn nhớ rằng có thời được sinh ra thì có lúc phải chết đi. Sống thêm một ngày cũng có nghĩa là thêm một ngày nữa tôi tiến gần đến ngày tận thế của tôi. Sự chết trong kiếp nhân sinh với tất cả những tính chất mà Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay phải luôn luôn là một trong những điều mà chúng ta không được quyền thờ ơ hay quên lãng trong cuộc sống của mình, bởi vì nó chi phối trực tiếp và quyết định đến phần số đời đời của chúng ta. Tháng 11 là tháng chúng ta được kêu gọi hướng về các linh hồn trong luyện ngục, hướng về sự chết vốn là một phần trong cuộc sống của mình. Và khi chúng ta thường xuyên nhớ về sự chết trong cuộc đời của mình, thưa anh chị em, đó cũng là lúc chúng ta đang sống tỉnh thức, đang sống sẵn sàng.